Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thời tiết trên cả ba miền đất nước tiếp tục trong xu thế thời tiết tốt. Bắc Bộ sau một buổi sáng trời nhiều mây, âm u, sương mù nhẹ thì đến trưa chiều trời nắng trở lại. Mức nhiệt tăng lên mức là 29 cho đến 32 độ. Độ ẩm tăng dần nên cảm giác hanh khô cũng giảm bớt. Nằm trong xu thế thời tiết của khu vực thủ đô Hà Nội trưa nay nắng mây đan xen, mức nhiệt ngày đêm duy trì trong ngưỡng từ 24 cho đến 33 độ. Đáng lưu ý là do trời không mưa, lặng gió nên tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng, nhất là vào thời điểm đêm và sáng sớm. Với khu vực Trung Bộ, trưa chiều nay nắng cũng trải đều trên hầu khắp khu vực, nền nhiệt cao nhất trên suốt khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận ổn định trong ngưỡng từ 31 đến 33 độ. Thành phố biển Đà Nẵng ngày hôm nay tiếp tục có thời tiết lý tưởng, nắng nhẹ và mây đan xen, bầu không khí thoáng đãng và dễ chịu với gió biển thổi đều. Mức nhiệt ngày đêm nay trên thành phố ở mức dễ chịu từ 24 cho đến 31 độ. Ở phía Nam, nắng cũng là thời tiết chủ đạo trong trưa chiều nay và còn kéo dài đến chiều. Mức nhiệt cao nhất trên khu vực Tây Nguyên dao động từ 28 đến 31 độ và từ 32 đến 34 độ ở các tỉnh thành Nam Bộ. Về chiều tối, mưa dông chỉ xuất hiện ở vài nơi. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì trưa chiều nay trời nắng mây đan xen, mức nhiệt cao nhất trưa nay vào khoảng 34 độ. Tối và đêm nay gió thổi đều, mức nhiệt hạ còn 25 đến 26 độ, không khí mát mẻ trở lại. Về tin bão gần Biển Đông, cơn bão Usagi, lúc 10 giờ trưa nay ngày 15 tháng 11, vị trí tâm bão đang ở trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Trong những giờ tới, thì bão di chuyển theo hướng Tây Bắc và tốc độ khoảng 15 km/h. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc hướng về khu vực Đài Loan, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 12, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão là 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại! We'll be right back.